Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Mỹ, Cầm Đức Trang và Cầm Văn Kỳ đều thường trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trang và Cầm là bạn của nhau và đều là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 18 tháng 12 năm 2013, tại thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, Trang và Kỳ có hành vi tàng trữ trái phép 0,170 gram ma túy là heroin, mục đích để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.